Chào mừng các bạn đến với kênh Check-in Địa điểm Du lịch TV. Mời các bạn hãy cùng mình khám phá và trải nghiệm ngắm cảnh vườn thú lớn nhất tại Thái Lan. Nhiều cao cổ à? Nhiều nhờ. Ngày xưa Việt Nam công viên này đúng ra là phải đặt ở Việt Nam. Người ta qua khảo sát bên Việt Nam, đến cuối cùng xin giấy phép đã khó. Và đến cuối cùng thú không còn. Vì cũng là quy ra thành từng dĩa hết. Không phải, mình xin giấy phép xong mình phải lobby bao tiền. Chúng ta có đậu cò và bay dọc trời không? Con mấy con hũ cao cổ ở đằng xa xa gia đình mình thấy không ạ? Thấy rồi. Ừ, có con giả, có con thật nha. À thế à? Con nào mà đứng im là con giả. Ừ. Gia đình mình coi con giả ở đằng sau, hai chân sau của nó có hai cục pin. Đúng rồi, bảo quay sao mình dồn. Hai cục pin lủng lẳng á. Ừ, pin nó mới chạy được. Chim này nó cũng bay nhỉ? Hả? Nó cũng bay nhỉ? Chim này chim giả mà. Nó cũng bay đi ấy. Nó bay kia Ngọc ơi. Rồi ông này cứ nhìn mông ngựa. Em nghe lần thứ hai ông đề cập tới, ôi sao cái mông ngựa này to thế. Đặc thù của người đàn ông nhìn cái gì trước của người phụ nữ à. Xin tôi hỏi là nếu mà người đàn ông mà nhìn một phụ nữ lạ thì người đàn ông sẽ nhìn gì trước? Ngực ạ. Thà thoải mái thì nói như vậy cho nó dễ dàng hơn. Ngực xong rồi đến gì nữa? Mông. Mông. Và cái thứ ba là quay lên mặt. Mông tóc. Rồi đến mặt. Người ta đã khảo sát hết rồi nên là mấy ông sợ là đấy là nói thế thôi. Cái nhìn đầu tiên phải nhìn mặt chứ. Mông. Rồi mà không nhỏ. Chuẩn. Em giống anh Cường ấy. Mấy chị biết đầu tiên người ta nhìn mông. Thì hiếu của mấy anh ra ngoài ui giời mực tính trong mông phòng thủ. Con kia thì chả con giả. Con nào? Con cao ấy này giả không chớp mắt luôn. Con cao nhất đi kìa. Ôi đúng đấy. Đó. Đúng con giả đấy. Nó đứng yên thế luôn cũng chăm mắt không gì cả. Ôi chuẩn luôn, tay cũng vẫy luôn. Nãy kiếm cái con chim quy ngư cũng lại. Đợt trước đó, có cái giống như anh Sơn với lại vợ anh Sơn đi như vậy đó. Đi vào bên trong tới chùa hộ, chị vợ giống như vợ anh Sơn vậy đó. Chụp của anh là 4K, để lúc mà xem nó sẽ khác. Xong cái điện thoại bên ngoài. Đó, đi ra, chị cũng đòi là mở cái cửa ra. Anh Sơn anh vẫn bình tĩnh, anh vẫn chụp ảnh như bình thường. Cái ai cũng nói chứ, vợ anh đòi xuống kìa, anh vẫn chụp ảnh như bình thường đấy. Vợ anh đòi mở cửa đi xuống chuồng hổ kìa. Anh Sơn mới quay qua và nói với mọi người, chưa biết con nào dữ hơn con nào. Chị, lát nữa thử đi chị. Cái đấy thì phải có cái xe trước. Lấy chút xíu, lấy chút xíu mấy chị em phụ nữ chào bạn đồng nghiệp nha. Thật sự tử còn dữ hơn nữa. Anh ạ, đố lòng con chim này chim gì? Con này là con vạc này, anh. Con này mà ở mình thì có khi làm vài con này làm mấy đĩa nhậu thì rồi. Sao mà ngoài việc này nghĩ ăn thì... Tanh lắm. Anh hỏi một câu mà đến con muốn xa mặt lời luôn. Chim nhiều lắm nhỉ? Chim nhiều đâm. Mà người Việt Nam cũng hay thật chứ, nhìn con gì cũng ra là toàn bao nhiêu dĩa lại bao nhiêu món. Hay thật. Ui con này xào lăn ngon lắm nè, con này nướng nè. Con này mà quay rồi hết ý. Ui con này là thật. Gia đình mình biết á, trong thực đơn của người Thái không có món bò rồi. Món cá cũng hạn chế luôn rồi. Cá, những con vật nào mà da trơn á dù cá cha hoặc là lươn á là người ta để phóng sanh cho ngày 16, người ta cũng hạn chế ăn. Anh ơi, ở đây có được chụp ảnh không nhỉ? Gia đình mình biết là ở bên trên nó có một cái mồng. Thế ở đây có được chụp nó đẹp lắm. Đúng đỏ này em ơi. Người ta gọi là chim ngư. Nhưng mà người Thái người ta gọi là chim ngư. Xin lỗi. Đi đâu cũng có đôi có cặp, hai con đi với nhau, hai con chim. Để xin tôi chỉ cho gia đình mình xem cái con chim nguyên ngư. Đâu à? Thấy không à?
rồi để chỉ lại cho Nguyên cả đoàn mình xem, chúng tôi xem kỹ. Chim đó là chim Nguyên Vương nha, chim đẹp lắm. Chim đực đi ở phía trước, chim cái cứ lẹo đẻo theo sau, chim đực đi ở phía trước. Đôi nào anh, con nào? Nguyên Vương nha. Ở đâu rồi đâu? Chim một con chim đực chết thì con chim cái sẽ bay lên trời và sau đó thì đâm đầu xuống và tự sát chết luôn. Gọi là chim Nguyên Vương. À đấy gọi là gì nhỉ? Phụ tử tòng tử. Bù nông à? Đúng không? Bù nông, chim nông à? Chim tử tòng tử. Nặng rồi. Chim đẹp nhỏ, nhỏ con thôi. Mấy này là họ bồ rồi. Nó cẳng, nó dài rồi. Thế là trong Pepsi với cả con nhà anh đi thì nè, chết. Cái con bầu diều bự á, này là người ta gọi là gì ạ? Uổng công xúc tép nuôi cò nè. Cò ăn, cò lội, cò giòn, cò bay. Vì nó ăn mà nó lựa cá xong nó đựng ở bầu diều đó đó. Rồi xong nó về nó nuôi lại con cái. Nuôi xong con cái ăn xong á, khỏe rồi đó. Rồi đi lại con cá, không được khác. Nên là cái con đó là ở miền Tây á. Người ta có một cái miền Tây Nam Bộ á, có một cái vườn cò Tam Nông á đó. Đó, gia đình mình biết là đến mùa nhiều lắm, nhưng mà xin thưa gia đình mình Hoàng Lương BD Hoàng Lương á, chúng tôi muốn hết BD luôn. Đây là những con vật hư nai, người ta gọi là móng vuốt chặn, sừng kiếm là nhiều lắm ở bên trái nè. Những cái gốc cây này nè, đến mùa động đực á thì những cái con này nó sẽ cạ vào trong những cái cây này nên người ta quấn những rào cái rào B40 B40. Này này này, gia đình mình lạ lắm nè, nhìn cây nấm ở bên tay trái, cây nấm bất tử, cây nấm xi măng. Cây nấm xi măng không có gì hết đâu, coi tiếp đi. Lạ lắm nha, đi trên đường đây, cái này là quá trời luôn, nuôi, nó sẽ đi cái này đấy, nó nhìn nó giống kiểu hổ các thứ ấy. Đúng là người Việt Nam. Đúng rồi, ra bên ngoài mà để một bên Hàn Quốc nó cũng thế, nó cũng có xe như thế. Phân biệt người Việt Nam hay không là ra ngoài đường đứng ngay ngã tư ở bên Thái Lan. Có cái con bò ra đi mà dừng điện thoại là gì máy bò sừng đấy. Còn vào bên trong nhà hàng với lại khách sạn, password wifi đúng là người Việt Nam thật luôn. Không được nói xấu người Việt Nam nha. Còn đi ăn cơm á, cơm đồ ăn lại xong rồi chụp khoan ăn chụp xong rồi cúng lên Facebook trước. Cái đây có link Lucy thôi, mỗi link thôi. Ai Việt Nam chuẩn thật. Thôi đứng lên cho rồi xin đôi xem coi được chứ công mong vòng đủ không? Chị Linh nghe, đứng ngay. Đang nghe, tai nghe. Chị Linh mở tai nghe ra đi. Tai khỏi Zalo, giật quá à? Dung. Cái sừng của nó khi mà ra tới khỏi gia đình mình biết á, người ta gọi là nhân sâm quế phụ. Thì cái nhung hu á, thì gia đình mình biết đó là một cái loại tủy á, khi cắt đi nó sẽ mọc lại và cắt rời ra thôi á là gia đình mình biết đi bỏ vào trong tủ lạnh là cái nó bị mất cái sản lượng, người ta thái ra và người ta nấu cháo á rất bổ. À, mấy chị ơi, qua bên đây chào bạn mình nè. Đố gia đình mình á, sư tử đực và sư tử cái. Bơm là con nào? Bộ da con người, phụ nữ hay là đàn ông tóc dài hơn? Đàn ông tóc dài hơn à? Tóc dài hơn, sửa soạn hơn, đẹp hơn đúng không ạ? Con ngựa thì bơm là con ngựa đực hay con ngựa cái? Ngựa cái à? Chính xác không ạ? Gà thì gà trống hay là gà mái? À, có cái bồng, cái màu đẹp hơn. Rồi con sư tử thì con trống hay là con mái, con đực hay là con cái? Ừ. Cái nước này là nước gì ạ? À? Tôi muốn quăng video M150 được. Năng lực. Ồ. Được là con. Để anh em mình làm một thùng về đánh tennis. Anh ạ. Rồi con khỉ. Chuẩn không? Tất cả các loại con như vậy. Anh hiểu ơi. Tất cả các loại con. Mấy thùng về đánh tennis. Gia đình mình biết là con đực đều đẹp hơn. Mày nói ít thôi để anh quay không ơi. Lòng hết là tiếng của anh. Chứ anh có gì mà quay, anh còn cười à?
quay che nướng kiểu cây chi mà tổ chim này, tổ chim này, tổ chim nhiều như này. Cái gì anh? Bên này chim nó nằm ở trên cây luôn này. Đây này chim này, chim tổ luôn đây này, tổ toàn tổ chim bên này. Tao đố là chim gì đây Ngọc? Chim này là chim. Ôi đẹp nhở. Hỏi chim gì? Đã qua hai lớp cổng rồi mới qua chuồng thú dữ đây. Qua qua cái lớp lưới, người ta báo trước thấy xe tới, người ta sẽ mở cái cổng đầu tiên ra, cái cổng thứ hai còn đóng lại. Khi mà xe vào bên trong thì cái cổng đầu tiên á đóng lại và cái cổng thứ hai mở ra. Có nghĩa là thú không có lọt ra được đâu. À dạ em chưa bao giờ em xuống anh ạ. Sa mạc là lần thứ hai. Cô chị với ngồi chỗ này rồi anh nhỉ? Bỏ tay. Anh hỏi tại ôi, sao ngựa vằn lại mông lại to thế? Thì tôi cũng không biết giải thích. Lại tại sao ở đây có rắn không? Em chưa bao giờ và em chưa bước xuống lần nào trong cuộc đời em đi làm nghề. Nhưng mà cho hỏi là ông nào hỏi đấy? Sơn hỏi gì đấy Sơn đây? Em xin tính chính lại và mà em xin thú thật là gia đình mình là trước khi mà em đi đoàn này là bác sĩ chứng nhận em bình thường và được ra viện. Nếu mà đi đoàn này xong mà em phải vô lại là cảm ơn nhà gia đình mình rất nhiều. Nó kêu là giả rồi. Thấy không ạ? Hổ tên da là hổ ở công ty đó. Anh xin thôi. Anh ơi, ở đây có dịch vụ chụp ảnh với cả hổ có chứ. Bao giờ? Sứ lông ra cảnh cái đó. Của hổ thật gì? Thật luôn. Cho chị Huệ xuống chụp ảnh. Chim ấy nhiều nhỉ? Này mà 100 bạc một tấm ảnh. Không phải chị Huệ xuống chụp ảnh là hổ chảy nước miếng. Ta ai bao giờ bảo em là em là người nói nhiều chứ Ngọc? Anh Sơn à. Em đã bảo sang đây thì sang trần thâm lý. Kính nó cắt âm anh Nạn nó không giật mình mà em giật mình anh Sơn à. Ngọc làm ơn nói ít đi mọi người quay video đi. Đây chuẩn bị tới hộ đây. Hộ đó. À đây là hổ này. Ôi hổ kìa. Nói chung là trên xe mà có tàu Ngọc với hàng Sơn kinh doanh kia thì đúng là sao ông gấu à, ăn cá à. Đố to này nó tát phát là đứt nhỉ. Gấu ở đây hiền mà. Ở đây có lấy mặt gấu à anh Siton? Đâu ạ? Ở đây có người ta có chích lấy mặt gấu không? Không, ngày xưa có bây giờ hết rồi. Ngày xưa người ta bán luôn cái. Chúng tôi đi cái đoàn đó mới vui. Hai anh chị đại gia, một người làm cao su. Đó, gia đình bây giờ gia đình mình mới hình dung được là tại sao nó, nè có một cái con hổ trắng có hổ nó lại nằm dưới đất nằm dưới ao kìa hổ dữ nè. Dạ không phải bạch tạng cái hổ, giống hổ trắng bên kia long ơi hổ dữ ở Đài Nam Văn Hiến á, cái đợt ở đi Hàn Quốc khu du lịch Đài Nam đó, gia đình to biết là sợ. Cái người mà cho đây, hổ ăn này, hổ trắng đó chưa kịp phần nó quất luôn cái người cho ăn luôn đó có năm lên báo đó gia đình mình sư tử. Dạ. Không phải đâu, hổ xiết hổ thuần ở bên kia, hổ này là chưa thuần, hổ này để tự nhiên. Tự nhiên hổ này nó cao chất lượng hơn. Ừ. Món rồi cao nè. Cao hổ lấy đây ở đây rồi. Dạ không phải à. Người ta nuôi và nhân giống ra thành cái chuồng khác. Những con hổ nào xuất sắc nhất thì được đưa vào đây. Thông qua đoàn này thì em mới biết được là trí tưởng tượng của con người thật là phong phú. Alo sếp. Bác sắp đến hồ. Vậy còn bao nhiêu phần trăm nữa? Em đi vào
nó bị ở trên cây này đấy. Chị gặp sư tử kìa. Ôi chị đang quay này xong về biết nhìn thấy gì không? Ở đây là nó nhốt cả cái đầu hũ này, một là như vậy ở một nơi em mình xuống chạy rồi chắc hết hôm qua đến rồi vì một con đường không được phép giết không bắt nó bởi vì nó vẫn không ăn. Rồi chuẩn bị hết rồi, mình ra đà điểu rồi châu rừng. Đây cứ đi trên xe này rồi cũng được, cũng mát. Quá được. Còn tí nữa vẫn xuống mà. Đất lành chim đậu. Anh tính là tính như nó có kế hoạch anh như này nên không hoa ra. Còn tí nữa còn gì cũng xuống. Đây là con gấu làm cái đấy. Cái đợt mà đi safari ở Everland mà nó sư tử chú biết nó to này, chú biết nó to mà gấu nó to. Đùa chứ chim này mà luộc mà giống kiểu cái con gì nhỉ? Cái con gì mà mình vẫn luộc ăn ở cái quán chim ấy. Hiếu làm ơn đừng nói chuyện ăn uống ở đây được không? Mình đang đi bảo vệ thiên nhiên mà cứ mở miệng là ăn. Tại sao người ta lại thờ ông hổ? Gia đình mình biết khi mà Sĩnh Tô đi cái đoàn săn hổ đó, Sĩnh Tô cũng nghe, cũng là bình thường. Đi người ta sẽ mở một cái đèn pha để ở phía bên trên. Muốn săn con hổ nào người ta sẽ rội thẳng mày. Hoặc là muốn săn con nai nào người ta sẽ thu hút nó. Hoặc là đánh lừa nó bằng cách là nhìn thẳng vào trong mắt. Người ta sẽ pha đèn. Tự nhiên nó thấy một cái ánh đèn chiếu vào, cái nó đứng lại nó nhìn và nhìn thật sâu thật lâu rồi xong bắn giữa tâm tình của nó. Thì nếu mà săn nai thì gia đình thấy là những cái con nai nó nhìn thường hay chú ý nó tập trung như vậy, nên những cái con vật nào mà nó nhìn thấy ánh đèn mà nó bự hơn, nó tưởng là con vật đó bự hơn, nó sẽ sợ. Nên là đi săn nai người ta chạy vào trong rừng, người ta đi xe jeep á, người ta sẽ chạy vào trong rừng thì cái ánh đèn, ánh mắt của con hổ nhiều người ta nhìn, người ta không dám săn. Mà ngộ như thế này nè, gia đình mình, người ta săn hổ người ta không dám mở đèn, hổ nó vào tới liền, mà người ta phải núp ở trong cái gốc cây. Mà gia đình mình biết là trước khi đi săn người ta phải thủ thuật đó là thoa nước tiểu của con hổ khác, nó tưởng là bầy đàn, nó tưởng là đồng nghiệp nó đi chung. Nhưng mà khi mà đi săn con hổ nó có một cái đặc thù rất tính rất là lạ, bước chân này tới một cái chân của nó sẽ bịt con mắt lại. Và bước chân này tới sẽ bịt con mắt ở bên này. Bước chân này tới bịt con mắt bên này. Nhìn săn như vậy. Nên gia đình mình biết á, là khi bắn trượt một phát thôi là con hổ vận tốc 64 m/h, người đó chỉ một mình được hay không. Nên người ta săn xong rồi người ta về nấu cao. Đó là một cái gọi là hơi bị hiếm đó, đánh đổi. Nên là nanh hổ, hoặc là người ta mà kể kiến thức là nanh hổ này, con hổ này săn ở đâu, móng hổ này ở đâu, như thế nào là trong một cái câu chuyện. Mà bây giờ đâu còn nữa đâu mà đi săn. Người ta muốn săn hổ thì phải qua bên Lào hoặc là ở vùng giáp ranh giữa Campuchia lại Thái Lan. Bên đây là chuồng tê giác. Con tê giác là gì ạ? Là biểu tượng của lính cứu hỏa của Mỹ. Vì tê giác á, mà đi vào trong rừng á, mà nó thấy mà cái gì đi đốt lửa trại hay là người ta vào bên trong á, thì nó lấy hai chân sau nó dập. Nên là cứ nó thấy đám lửa là nó tới, nó dập xong là nó đi, lấy đám lửa nó dập nó đi. Nên là biểu tượng của gì ạ? Của lính cứu hỏa mình. À, điện. Rồi dây điện để rào không cho thú dữ ra ngoài anh à. Chứ dây điện rào anh lại nói là giống như ở quê. Nóng. Trên xe mình có ai có phú dưới đầu không? Linh cho anh em mấy viên B1. Không mấy viên đầu ngoài. Mấy viên đi. Thứ đầu cảm
Nói con trâu mà chạy ra tới từ ở thành phố Hồ Chí Minh mà chạy ra tới Củ Chi, tới Tây Ninh cũng chưa thấy con trâu, con ngựa cũng không thấy luôn. Bởi vậy bây giờ mà dạy sinh với lại hay là dạy động vật mà về thiên nhiên cho em thấy tội nghiệp. Bây giờ mỗi đứa hay dát một cái cặp đi lên thấy học từ sáng cho đến tối không thấy ánh mặt trời. Ở trong cái vườn bướm á, cái chỗ qua mà mình mua cáo cốt á, ngày xưa là nó có bán mật gấu và bím cọp, hai cái bộ này mà ngâm chung về rượu á, người ta gần như là trị bá bệnh về bao tử lại ở bên ngoài và bị gì bím cọp mà cũng đâu quên một cái bệnh. Ông bà này thì mua cho ông chồng, còn ông này thì mua cho bà vợ, hai người đến lúc đó chỉ còn có một cái bao tử thôi, mật gấu rồi á, một cái bộ đó thôi. Thì gia đình mình biết cái mật gấu nó cũng đập dẹp ra khoảng tầm cái bàn tay xuống thôi. Đến lúc đó là trở mặt, mới vừa nói lên cái mật gấu này một bộ như vậy là 70.000 bạc Thái. Hai người nhảy lên thì ông này ổng mua, bà này cũng mua, nhảy lên. Bây giờ còn bộ đi kiếm hết tất cả các phòng không còn thế nào hết. Đến cuối cùng nha, hai người đồng lòng thỏa thuận lấy cái thước ra đo và chia làm đôi. Và cái thước á mà nó lệch ở bên đây chút xíu, ông này đẩy qua chút xíu, bà này đẩy lại chút xíu, đẩy qua đẩy lại, có bao tử gia đình mình biết đôi lúc là